tiểu thuyết Magian và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Benzoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 18: Phải lay động cuộc đời. Hôm sau, khi Moscow tiếp tục cháy như một mỏ than hắc ám và Napoleon đằng sau bức tường đỏ của Petrovskoye gặm mòn trang khi nhìn đống lửa, Marjan bên bờ ao làm mồi cho một cơn sốt nặng và chìm vào mê sáng, khiến các bạn đường kém may mắn của nàng phát cuồng. Đứa bé mà nàng đã nhặt được ngủ yên lành trong ngực nàng, và sự phủ thêm bất ngờ này chỉ tạo thêm bối rối cho hai ông can sự hội đồng quốc gia. Họ cũng không khỏe. Bệnh lý của Bonnet sau một giấc ngủ nặng nề do say rượu lại thức tỉnh, vẫn luôn ác liệt. Còn Bay bị cảm nặng hơn bao giờ hết. Bây giờ anh lại đau gan. Là thứ rượu trăng bẩn thỉu mà chúng ta đã uống hôm qua, phải thú nhận là có chất lượng. Đáng tiếc anh chỉ tự chẩn đoán trước khi có bổn phận cải thiện tình hình hiện nay của họ. Thật vậy, dưới vẻ bề ngoài quế quải, anh là người có nghị lực cao và biết quyết định khi cần. Anh quản lý chứng bại tiết không cầm được khi thức dậy, nhờ đá chân và xối nước lấy từ ao. Các gia nhân của anh, dù muốn dù không, phải chịu đựng ngoài mặt. Trong thời gian này, Bonnet cho cậu bé ăn vài trái vả. Cậu bé cũng thức dậy, bắt đầu khóc. Chỉ có Marjan mà bay vội phủ trong tấm chăn dành cho ngựa và xem xét tình trạng của nàng, khẽ rên rỉ không thể tranh cãi được. Chúng ta đang đối diện với hai chuyện quan trọng. Bay khoan huyết, cố gắng tìm mẹ của đứa bé này có lẽ không ở xa lắm, và tìm nơi trú ẩn dù thế nào đi nữa. Nhưng quan trọng là có cái giường cho thiếu phụ đáng thương này. Một bác sĩ cũng không quá đáng. Bonnet lưu ý, chúng ta cần cả ba. Bản thân phải làm với những gì chúng ta có. Tìm bác sĩ và thuốc men trong tình cảnh của chúng ta cũng dễ như khám phá qua mòng gà giữa mùa đông trên cánh đồng tuyết. Nhưng can đảm lên, anh kêu lên bỗng bùng nổ và đi dọc theo các bánh xe ngựa, đá một cách hài hước cũng nhẹ nhõm. Tôi đến cái sư trời đánh này làm gì chứ? Nếu quỷ xuất hiện và đề nghị chở tôi tới Ý, ở Milan bên bờ hồ tuyệt vời để đổi lấy linh hồn tôi, không chỉ tôi phấn khởi đồng ý mà còn có cảm giác mình đã đánh cắp đồ của tên khốn khổ đó. François, anh nói thêm và hét dáng lên. François, hãy ôm đứa bé này trong tay và đến lâu đài để xem có ai kêu mất con không. Cũng xem thử có cái giường nào dùng được ở đâu đó không. Giao Marianne cho Bonnet giữ, anh đi thám hiểm, lên một trong những con ngựa được tháo khỏi xe. Nhưng chính François trở lại đầu tiên, một mình. Anh đã thành công không mấy khó nhọc tìm lại được mẹ của đứa bé. Vợ của một người bán mứt cả Pháp đã chạy tìm suốt đêm con trai mình bị lạc trong lúc chen lân hỗn độn hôm trước mà không thành công. Nhưng không có giường nào trống trong chu vi ba dặm. Tất cả những gì anh có thể mang về là vài món thực phẩm nhờ lòng quán đại của bà hàng mứt kẹo, bánh ngọt khô, trái cây khô, phô mai và sâm bông hun khói. Trong khi chờ đợi bay về trễ, Bonnet và người đánh xe François cố gắng chăm sóc Marianne. François tìm được một chòi nước và mang nước đến, trong khi ông can sự hạng nhì cố gắng cho thư phụ hấp thu chút đồ ăn mà không làm được. Run rẩy kéo dài, nàng khua răng và lầm bầm những mẩu câu đứt quãng. Những phản chiếu thần quái lo âu ám ảnh tâm trí nàng và dìm ông Bonnet đáng thương vào mối lo sợ thật sự. Vì có những câu hỏi về hoàng thượng trộn lẫn với một cuộc mưu phản, lâu đài Kuskovo, một hồng y giáo chủ, một ông hoàng đeo mặt nạ, ra sông nào đó, quận công de Richelieu, vua Thụy Điển và chiến tranh ở Mỹ. Người đàn ông đáng thương đi đến chỗ tự hỏi liệu bay có tình cờ đón nhận một nữ gián điệp đáng gờm không. Vì vậy anh tiếp đón thượng cấp trở về thật nhẹ nhõm sâu sắc. Anh không tưởng tượng tôi vội gặp lại anh đến thế nào. Vậy thì chúng ta sao rồi? Chàng trai nhún vai và thở dài hùng biện, rồi quay về phía người đánh xe. Cậu có tìm được gì đó không, François? Chẳng có gì, thưa ông, ngoài mẹ của đứa trẻ. Trong các tòa nhà lân cận lâu đài đều đầy người và không có điều kiện cho người bệnh nghỉ ngơi. Ở đây ít ra còn được yên tĩnh. Anh điên rồi, anh bạn. Bonnet phản đối, người đàn bà này đang sốt nặng. Tôi cho rằng cơn sốt còn tiếp tục tăng lên. Không thể ở lại đây, còn lại là phải đi đâu? Ôi, đơn giản thôi, bay nói điềm tĩnh, chúng ta sẽ trở lại Moscow. Một bản hòa nhạc phản đối đón chờ ý kiến này, xem ra điên rồi. Anh giải thích,
Chắc chắn thành phố bị phá hủy 2/3, nhưng lửa không tiến tới nữa. Trái lại, nó có khuynh hướng giảm đi. Các toán quân mà Napoleon để lại đã hoàn thành phép màu khi chống lại đám cháy. Và vì vậy, bay có thể đến không mấy khó khăn giữa những đống đổ nát còn bốc khói, khu phố Pháp. Ở Saint-Louis, anh đã gặp linh mục Sirui, điềm tĩnh như thường lệ, làm lễ thánh cho một đám đông thật sự mà ông trấn an và lần lượt ban phước. Dùng rào kính đằng sau nhà thờ, đầy người chạy nạn, anh nói thêm, nhưng phần lớn khu phố vẫn còn nguyên. Các binh lính thiên tài cứu được cầu các thống chế, giả lại cơn gió đã chuyển hướng thêm một lần nữa, đưa ngọn lửa ra khỏi nơi đó. Cuối cùng, nếu chúng ta trở về thành phố, sẽ có được chăm sóc y tế, bệnh viện lân vẫn còn đứng vững và tôi gặp được nam tước Larrey với những người phụ tá đã không rời khỏi Moscow từ đầu đám cháy. Thật sự là ông ấy có nhiều chuyện để làm. Nhiều người bị bỏng, ít hơn những người bị thương vì gãy xương. Anh không tưởng tượng được số người nhảy qua cửa sổ vì quá khiếp sợ lửa, hay cho xe chạy mà không làm phiền người bệnh. Mọi người, anh ra lệnh cho các gia nhân, và lên đường. Chuyện được làm rất nhanh, họ bỏ lại một phần những gì đã mang theo với khẳng định của bay rằng ở thành phố vẫn còn thứ gì đó nuôi cả quân đội trong không ít thời gian. Bonnet còn phản đối rằng dù sao cũng phải biết họ có thể ở đâu, nhưng bay đã đáp bằng giọng điệu kiên quyết rằng linh mục Sirui chắc có thể cung cấp. Anh đã quả quyết và bắt đầu lên đường khá thoải mái khi nghĩ đến chuyện có một giường ở bệnh viện. Nhờ gia sứ ở Saint-Louis có thể chỉ dẫn chắc chắn những ngôi nhà mà các chủ nhân đã trốn trước khi bắt đầu đám cháy. Họ đã tìm được nơi ở trong một căn nhà khá nhỏ nhưng tương đối tiện nghi gần nhà tù xưa Lubyanka. Đây là nhà của thầy dạy múa người Ý, gắn liền với nhà của hoàng thân Galizin đã theo chủ nhân khi rút lui, và vì ngôi nhà thuộc dạng khiêm tốn, nó đã thoát khỏi nạn cướp bóc. Tuy nhiên đã có một người ở đó. Khi vào nhà, bay dắp phải thân hình một phụ nữ giữa hai độ tuổi, quân trong chiếc áo cung đình bằng sa màu xanh long cong, một chiếc khăn xếp mã vàng trên đầu, nằm trên mặt đa lát ở hành lang trong một dũng rượu vàng ngay như một cái nồi đang sôi. Dĩ nhiên là đang sai, nhưng ông can sự thay ở người đàn bà này một ưu điểm thú vị. Bà ta là đàn bà và anh đang cần phụ nữ để chăm sóc cho Marianne. Có thể bà ta khi tỉnh lại có thể làm được việc. Vài xô nước kéo lên từ giếng ngoài sân và vài cái tát đã tạo phép lạ. Giả lại người phụ nữ có lẽ ở đó từ lâu và ngủ thỏa thích. Bà mở to một mắt màu hoa cà và tròn xoe, rồi con mắt kia ngồi lên, máy móc, gỡ chiếc khăn xếp nhúng ướt, tạo thành giải băng. Cuối cùng, bà tặng cho người tấn công một nụ cười muốn quyến rũ. Cần phải làm gì cho cậu, cậu bánh trai? Bà nói với âm điệu Slav, nhưng là tiếng Pháp tốt. Kiểu mời gọi này cho chàng trai biết rõ về nghề nghiệp của người phụ nữ. Dĩ nhiên đó là một cô gái mại dâm nhưng không có lựa chọn. Họ giải thích, người phụ nữ tuyên bố cô tên Barbakaska. Cô là người Ba Lan và cô không khó khăn gì để thu nhận mình làm cái nghề xưa nhất thế giới. Cô ở trong nhà này vì nơi ở mà cô chia sẻ với vài chị em đồng nghiệp từ khi cô đến theo chân các toán quân Ba Lan đã chay tận nền móng, nhưng vì cô đã duyên khắp nơi. Bắt đầu từ hầm rượu, cô không biết nơi này có tốt không. Hầm rượu rất đáng mến. Khi Henry Bay hỏi cô có tạm thời từ bỏ hoạt động thường nhật để chăm sóc một bà bị bệnh không, bác vừa ra vẻ đạo đức để hỏi. Là bà nhà. Phải, chàng trai nói dối, nghĩ rằng vô ích để lao vào những lời giải thích điên rồ. Bà ấy ở bên ngoài trong một chiếc xe, và bà ấy bệnh rất nặng, sốt cao, mê sảng. Tôi không biết làm gì nữa. Nếu cô muốn giúp tôi thì tôi sẽ trả tiền hậu hỷ cho cô. Để trả lời, bác bình nhảy qua dũng rượu và dùng bàn chân cẩu thả, quẹt những mảnh chai dụng, tung chiếc áo sa màu xanh long cong đẫm nước và bước đi như một nữ hoàng về phía cửa. Vừa thấy Marianne đỏ bừng run rẩy mắt nhắm nghiền, cô kêu lên thật bối lòng. Jesus Christ, con bồ câu tội nghiệp, bà ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tiếp theo sau là một tràng tan thang, chửi thề và kêu tên các vị thánh trong lịch của Ba Lan. Rồi bạc và lai động vì bản năng phụ nữ xa xưa là một nữ y tá, cũng là bà sơ từ thiện giống ngủ yên trong tim, lại ùa vào nhà để xem có thể đặt người bệnh nằm không, và hét lên phải đưa nàng ra khỏi xe thật cẩn thận và mang nàng vào mà không tung cái chăn đang trùm phủ trên người. Nửa giờ sau, Marianne
Được thay đồ và quấn trong chiếc áo sơ mi xưa kia thuộc về ông thầy dạy múa, được đặt trong chiếc giường được chắn gió bằng những tấm màn lớn bằng vải bọc ghế màu cải dưa, nhưng lại có khăn trải giường trắng. Còn về bà, cởi bỏ chiếc áo sa đẫm nước, khói và rượu, tóc cột như một mảnh vẽ, cô lôi ra chua không biết từ đâu một thứ áo choàng có lẽ thuộc về một gia nhân nam, và cô choàng lên vai lót ướt của mình. Trong nhiều giờ tiếp theo, bay phải cảm ơn không ngớt trời cao đã đặt sinh linh lạ lùng này vào con đường đi của anh, vì cô ta tỏ ra quý báu không tin nổi. Chỉ một thoáng, cô ta đã thăm hiểu trong nhà của người Ý và lôi ra những đồ vật cần thiết nhất. Lửa được nhóm trong bếp tối tăm và cồng cói, đặt dưới tầng hầm kế bên hầm rượu, có chứa vài loại thực phẩm có ích như đường, mật ong, trà, bột mì, quá khô, củ hành, thức ăn muối. Bạc và tổng kết tất cả, tuyên bố việc đầu tiên phải làm cho người bệnh là phải cho nàng súc miệng bằng trà nóng. Rồi như một gia nhân của ông can sự hiện ra trước cửa bếp, cô đuổi họ ra ngay, chỉ đơn giản tuyên bố không có chỗ cho họ trong một căn nhà nhỏ như thế và họ phải đi tìm vận may nơi khác. Chỉ có François, người đánh xe, được đặc xá, nhưng trước nụ cười mà cô thị nữ mới trao cho anh thích gặp lại cả toán người tìm chỗ ở xung quanh. Anh là người duy nhất trở lại làm việc, những người khác thì tìm được nơi trú ẩn mới, cũng có công việc sinh lợi hơn khi cô bóc khu thương mại lớn. Dĩ nhiên Bonnet không có chỗ trong nhà. Giá lẽ anh mong được săn sóc và khá nhẹ nhõm, anh đi về phía bệnh viện lớn, trong khi Bay ở trong phòng chung, vừa dùng làm phòng khách và phòng ăn. Nhưng khi anh đến gõ cửa căn phòng trong đó Bạc gia mình với Marianne từ một lúc này, cảnh tượng mà anh ngâm khiến anh đóng đinh tại chỗ. Cô gái Ba Lan ngồi trên giường, đầu của thiếu phụ nằm trong lòng cô. Cô đã mở miệng người bệnh và xem xét sâu trong cổ họng nhờ ánh sáng một ngọn nến. Bay vội chạy tới. Vậy thì cô làm gì? Tôi cố gắng xem tại sao bà ấy bị sốt. Trông đó rất đỏ đến nỗi ta có thể nói là than hồng. Vậy thì sao? Cô tính làm gì? Không hề xúc động, Bạc đặt cây nến trên bàn ở đầu giường. Marianne thì đặt trên gối rồi đến gần chàng trai. Điều phải làm, cô khẳng định. Thưa ông có biết từ khi tôi theo bọn lính tráng trên các chiến trường, tôi đã chăm sóc hơn một người và tôi biết nhiều điều. Hơn nữa, trước khi có những bất hạnh, tôi là hầu phòng ở nhà công nương Lubomirska và cha tôi, cầu chúa đón linh hồn đã được thử thách của ông, là dược sĩ trong lãnh địa Chanolek. Cho nên tôi biết mình nói gì, những cơn sốt như thế tôi đã thay hẳn đóng. Vì vậy hãy để tôi làm và ông hãy đi nghỉ đi. Người hầu của ông, cái con siêu dượng to xác ấy, có vẻ nuốt rồi sẽ biết tôi nghĩ vậy, nấu cái gì đó cho ông ăn. Với bộ tóc vàng như sơ gai, dán dội dưới mảnh vẽ, đôi mắt to màu quá cà và gương mặt vừa to vừa quá nặng nề so với một phụ nữ, nhưng không hoàn toàn kém duyên, Bạc và không thiêu một quyền hành nào đó. Cho rằng cô có nguồn gốc đáng giá, Bay là thích để mặc cô toàn quyền hành động. Chính anh cũng không khỏe và không phản đối, anh bỏ nơi đó, chỉ yêu cầu nữ y tá miễn phí giữ lại cho anh chút trà. Và vì cô đã thông báo với anh, cô pha trà cho Marianne. Tôi đau gan, anh tâm sự với cô với ngụ ý được khám bệnh. Chắc là trà tốt cho tôi. Nếu ông không cho vào đó một thùng sâu kem, điều đó không có hại gì cho ông mà trai lại. Vậy thì cô thở dài. Người ta nói đã đến lúc hai người không còn ở trong tình trạng tệ hại. Thật ra tên ông là gì? Tôi là ông De Bay, cán sự hội đồng quốc gia. Anh trả lời hơi cường điệu khi nêu ra tức vị theo ấn tượng của mình. Nhưng xem ra điều đó không đủ với Bạc. Ông là gì? Bá tước, hầu tước hay nam tước? Cô gợi ý với giọng điệu dò hỏi như nói về món ăn trong nhà hàng. Bay đỏ đến tận chân tóc đen. Không có gì cả, anh nói bị xúc phạm. Nhưng chức vụ của tôi đủ ngang hàng với một tước hiệu quý tộc. À, cô gái Ba Lan kêu lên. Rồi không rút ra kết luận nào khác, cô đóng cửa phòng ngủ với một cái nhún vai cho thấy mức độ thất vọng của mình. Nhưng dù thất vọng hay không, suốt đêm giam mình với Marianne, Bạc vực, kỹ nữ, làm việc như lính đánh thuê, chống lại cơn sốt với các phương tiện mà cô có, cho người bệnh uống từng tách trà nhẹ, thêm nhiều mật ong và một thứ bột màu xám xám mà dường như cô giữ trữ trong chiếc hộp bằng sắt mà cô để trong túi váy lót, với số của cải quý giá nhất của mình. Lúc này là sau chuỗi ngọc trai và vài chiếc nhẫn từ cuộc gặp gỡ mới đây trong ngôi nhà bỏ hoang. Cô đi đến chỗ áp dụng trên Marianne nhờ sự hỗ trợ của một con dao làm bếp, mài sắt,
Một cuộc trích huyết làm bay run sợ nếu anh chứng kiến những cô thực hiện rất tự tin và điêu luyện mà một dược sĩ già bạc trắng đầu cũng phải ghen tị. Cô làm nhiều và rất tốt đến mức khoảng nửa đêm, cuối cùng Marianne thiếp đi trong một giấc ngủ không còn vô thức như mê sảng nữa, trong khi thầy thuốc không công của nàng nằm bẹp xuống một chiếc ghế bành lớn bằng gỗ, chật đầy gối và tiến hành nâng tinh thần bằng phần trà còn lại trong đó cô đổ nhiều rượu Armagnac mà cô đã tìm thấy trong chai. Ở trong tủ của ông thầy dạy múa có cả bản nhạc vàng bè và một vài quyển sách y. Trời sáng rõ khi Marianne tỉnh dậy chậm chậm khỏi cơn mê sảng đau đớn đã nuốt chửng nàng. Thấy mình nằm trong chiếc giường xa lạ, cuối một căn phòng xa lạ, bên cạnh một phụ nữ xa lạ, nàng tưởng rằng giấc mơ của mình chưa kết thúc. Nhưng căn phòng có mùi trà lạnh, mùi cồn và khói, mà mùi len lỏi qua các khe rèm được kéo ra. Cài gói xám có gương mặt người chất đóng trong ghế bành ngái mạnh lên không thuộc về lĩnh vực mơ mộng. Vì tất cả điều đó và thân hình cong vòng của cô ta, Marianne hiểu nàng hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa, nàng có cảm giác khó chịu khi nằm bẹp trên giường. Chắc nàng đã đổ mồ hôi nhiều khi cơn sốt lùi bước. Vải trải giường và áo sơ mi quấn chặt nàng cũng đẫm mồ hôi. Khó nhọc, nàng ngồi dậy trên giường. Động tác đơn giản cho phép nàng nhận ra nếu cơ thể nàng rất yếu ớt, tâm trí nàng lại sáng suốt. Cho nên nàng cố suy nghĩ từng chút và hiểu tại sao nàng lại đến căn phòng này. Mà vì tranh tối tranh sáng do có rèm, nàng không phân biệt được rõ ràng các chi tiết. Hồi ức trở lại khá nhanh. Cuộc chạy trốn xuyên qua Moscow bốc cháy, trốn chạy trên đại lộ với một cướp say rượu, cỗ xe của bay, cái ao bên cạnh khu rừng nhỏ. Cuộc chạy đuổi vô lý và ngu ngốc của nàng về con đường ra biển như đang dãy gọi nàng. Đứa bé đã ngăn lại cuộc chạy đuổi đó và nàng đã ôm trong tay. Từ lúc đó tất cả mịt mờ, nàng không biết gì nữa hết, nhưng dường như đã đi qua những đoạn đường mênh mông, từ vực thẳm này sang vực thẳm khác giữa những hình dáng hung ác và những gương mặt nhăn nhúm. Miệng nàng rất khô và trên bàn đầu giường nàng thấy một ly đầy nước đến phân nửa. Nàng đưa tay ra để lấy, nhưng bàn tay này dường như không có sức. Không bao giờ Marianne thấy cái ly lại nặng đến thế. Nó tuột khỏi những ngón tay vụng về của nàng và rơi xuống đất, vỡ tan. Lập tức cái gói màu xám tung ra khỏi ghế bành như con quỷ nhảy khỏi hộp. Ai đó ra đây coi. Xin lỗi vì tôi đã đánh thức cô. Marianne lắp bắp, ngỡ ngàng, nhưng tôi khát, tôi muốn uống. Để trả lời, người phụ nữ ùa tới những tấm rèm và kéo thật mạnh về phía sau. Một tia nắng xâm chiếm căn phòng, phủ lên giường, lộ ra gương mặt nhợt nhạt của thiếu phụ và đôi mắt còn mở lớn vì quầng thâm. Bạc về đến đứng sững bên cạnh nàng, chống tay lên hồng và xem xét nàng với nụ cười sóng mớ. Ê, nhưng có thể nói là khá hơn rồi. Này phu nhân bé bỏng, bà đã quyết định sao hết, tỉnh táo hơn rồi hả? Thề cô thanh nữ Bronislava, đó là một ý hay, tôi sẽ đi thông báo nghe tin này cho chồng bà. Chồng tôi? Dĩ nhiên, chồng bà, ông ấy ngủ trong phòng bên cạnh. Bà bị sốt, dĩ nhiên nhưng không đến nỗi quên rằng mình có một người chồng hả? Nếu người phụ nữ này không nói với âm điệu như thế, Marianne có thể dễ dàng dễ như thế, thay cô giống với má tên Bùi, người quen cũ của nàng, nhưng hiển nhiên đây là một người Nga hay đại loại như thế. Và có lẽ là một người điên, câu chuyện về người chồng là thế nào? Nàng được thông tin khi thấy sinh linh lạ kỳ đó lại xuất hiện. Theo đuôi đằng sau là người bạn hôm kia còn ngáy ngủ và cô hơi sức để mở mắt. Người phụ nữ này phải ném anh ta xuống chân giường. Hử, sinh linh đó kêu lên và chỉ với một động tác đắc thắng. Chiêu phụ ngồi trên giường. Ông nói thế nào về điều này? Không phải tôi chăm sóc tốt cho bà ấy chứ? Bay đã dụi mắt xong và tử tế mỉm cười. Đúng vậy, là một phép lạ, bạc thần minh. Tôi sẽ trả tiền cho cô thật xứng đáng. Cô đúng là một phụ nữ đáng nể. Cô có muốn thêm chút lòng tốt chuẩn bị cho chúng tôi thứ gì đó nóng không? Cà phê là tốt nhất nếu cô may mắn có được. Cô bật cười, vũ vũ, điệu đàn chiếc áo choàng và váy lót nhăn nhúm, sửa lại mái tóc tuột ra khỏi mảnh vẽ, rủ trên gò má và đến cửa. Tôi hiểu, ông muốn nựng bà ấy, không nên ngượng ngùng vì tôi. Ông biết không, tôi biết mà. Và cô ra ngoài đóng cửa lại khi bay đến gần giường. Anh cầm bàn tay của Marianne và áp môi lên thật phong nhã, như thể họ đang ở trong phòng khách.
Bà cảm thấy khá hơn chưa? Gần như vững vàng như mèo con mới sinh, nhưng khá hơn. Thật vậy? Hãy cho tôi biết chúng ta đang ở đâu và người đàn bà đó là ai? Một kiểu thiên thần mắt đỏ không thể tin được là điều đó xuất hiện. Tạo Qua luôn có quyền giữ một chỗ trong tim tôi vì đã đặt cô ta trên đường đi của chúng ta. Nhanh chóng anh kể lại chuyện đã xảy ra từ khi Marianne chìm vào cơn sốt và anh đã thành công khi làm nàng cười khi bao cho nàng biết chuyện làm quen với bạc. Cô ta hỏi tôi, bà có phải là vợ tôi không và tôi thích, không đi vào chi tiết. Ông đã làm đúng, điều đó đơn giản quá vấn đề, nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Anh kéo chiếc ghế bành mà bạc đã ngủ đến gần giường rồi ngồi xuống đó. Trước hết, chúng ta sẽ cùng ăn trưa được phục vụ một cách phù hợp cho một cặp đôi đăng kinh. Rồi chúng ta xem xét mọi việc, dù sao căn nhà này cũng không tệ, và tôi nghĩ chúng ta có thể ở đây một thời gian. Không còn nhiều nhà ở Moscow còn đứng vững và không bị chiếm đóng. Bà phải bình phục, và nếu tôi hiểu rõ bà mong ở xa những người thân cận với hoàng đế. Một thoáng đỏ mặt dâng lên gò má của Marianne, cùng lúc với tình cảm biết ơn xâm chiếm trái tim nàng. Người đàn ông mà nàng không quen biết xử sự với nàng như một người bạn tế nhị và kín đáo nhất. Đúng vậy, và tôi tin đã đến lúc tôi cần giải thích với ông. Không cần gấp, tôi xin bà còn rất yếu, và rồi chuyện nhỏ nhặt mà tôi làm cho bà không xứng đáng được bà tâm sự, thưa bà. Nàng cười nhẹ châm biếm, đó không phải là ý kiến của tôi nợ ông sự thật, tất cả sự thật, ông không phải là chồng tôi sao, sẽ không dài đâu. Cố gắng hết sức rõ ràng, đến lượt nàng kể chuyện đã xảy ra trong điện Kremlin và tại sao nàng phải tránh đến khi có lệnh mới. Và được thông báo phải rơi vào móng vuốt của Napoleon. Nếu ông đã tiếp cận ngài, nàng kết luận ông phải biết điều tôi muốn nói. Ngài sẽ không tha thứ cho tôi vì giúp vượt ngục một người mà ngài xem là tên gián điệp nguy hiểm. Bây giờ, điều mà tôi muốn là gặp lại các bạn tôi thật nhanh và rời khỏi Moscow càng kín đáo càng tốt. Để trở về Ý, phải không? Như tôi hiểu bà, anh thở dài hài hước. Và vì tôi muốn có thể thật sự được xem như chồng bà để đi theo bà, tôi không thích gì hơn nước Ý, nhưng tôi tin bà không nên tự dày dò. Trước tiên vì chúng ta hoàn toàn không biết hoàng đế sẽ quyết định như thế nào sau tai họa. Kế tiếp vì bà hoàn toàn được che chở. Cuối cùng, đây là bữa ăn trưa. Anh kết luận vào thời khắc mà bà mang đến một cái mâm lớn như cái bàn, xuất hiện ở cửa phòng một cách hùng dũng như chiếc thuyền chở vàng trong cảng Tây Ban Nha. Dù cổ họng còn đau, Marianne có thể ăn được chút sâm bông nấu trong biển bắp cải là vật dễ tìm nhất thế gian. Là món cải của dân tộc Nga, bắp cải được trồng trên những cánh đồng sóng quanh Moscow. Marianne không thích lắm nhưng nàng cố gắng nuốt vào một ít, hy vọng hồi sức nhanh. Rồi trong khi bay biến mất và thông báo rằng anh sẽ đi một vòng, xem mọi chuyện như thế nào rồi. Sư phụ để bạc hai vải trải giường và chiếc áo sơ mi đều bốc mùi mồ hôi khó chịu. Nhưng vì bạc tuột áo sơ mi qua đầu, Marianne theo bản năng đặt tay lên chiếc túi nhỏ bằng da mà nàng vẫn đeo trên cổ và ẩn chứa viên kim cương hình dược lệ như để xác nhận nó còn ở đó không. Cử chỉ này không thoát khỏi bạc, cô chăm chăm nhìn thiếu phụ với ánh mắt nghiêm khắc và một nụ cười nhúm màu cay đắng. Tôi không khoe khoang rằng mình đức hạnh, cô nói, nhưng tôi tin mình lương thiện. Phải, tôi đã nhặt nhạnh vài món giặt giảnh trong đám cháy. Bởi vì sẽ là tội ác nếu để chúng cha tiêu, chứ không phải để lấy thánh tích của bạn.